Hà Tăng và sau việc dự lễ cưới Linh Rin, Philip Nguyễn ở Philippines. Linh Rin, Philip Nguyễn cử hành lễ cưới tại nhà thờ ở Philippines với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Tối ngày 23 tháng 3, lễ cưới Linh Rin, Philip Nguyễn diễn ra tại nhà thờ ở Manila, Philippines. Ngoài gia đình, một số bạn bè thân thiết với Linh Rin như Hành Sino, Emily, Hoa hậu Phương Khánh tham dự hôn lễ. Chipu và Milan Phạm cũng góp mặt với vai trò phù dâu. Cô dâu, chú rể yêu cầu khách mời không đăng ảnh lên mạng xã hội trước khi họ công bố hình chính thức. Do đó, hiện tại, thông tin và hình ảnh của Linh Rin, Philip Nguyễn trong ngày vui khá ít ỏi. Trước đó, khi công bố thiệp mời, họ cũng giấu kín thời gian tổ chức lễ cưới. Qua một số hình ảnh hiếm hoi chụp nghi thức cưới tại nhà thờ, Linh Rin chọn váy cưới dáng bồng sang trọng, kín đáo. Cô dâu, chú rể yêu cầu khách mời nam mặc áo ba rong, phóng viên, chiếc áo sơ mi dài tay thêu họa tiết trang trọng dành cho nam giới và là quốc phục của Philippines, hoặc vest. Trong khi đó, nữ được yêu cầu mặc lễ phục hoặc áo dài. Trong hôn lễ, cô dâu Linh Rin tâm sự cô xúc động, hồi hộp tưởng như trái tim ngưng lại. Trong khi đó, chú rể chia sẻ đây là ngày anh mong chờ từ lâu. Sau khi hoàn tất nghi lễ tại nhà thờ Santurio de San Antonio Patrick, họ mời tiệc đãi khách tại khách sạn sang trọng. Hai người mời khoảng 500 khách. Sau lễ cưới tại Philippines, Linh Rin, Philip Nguyễn tiếp tục tổ chức hôn lễ tại thành phố Hồ Chí Minh. Linh Rin và doanh nhân Philip Nguyễn công khai chuyện tình cảm vào tháng 8 năm 2019. Năm 2020, mối quan hệ của cả hai gặp trục trặc và hàn gắn trở lại vài tháng sau đó. Đầu năm 2022, doanh nhân cầu hôn bạn gái. Trong tấm thiệp cưới, cô dâu chú rể nhắn nhủ tới đối phương, tôi yêu bạn hôm qua. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Tôi sẽ yêu bạn theo mọi cách. Tôi sẽ làm hài lòng bạn cho dù phải mất bao lâu. Nếu ngày mai là tận thế và chúng ta chỉ còn hôm nay để bên nhau, vậy tôi sẽ yêu bạn bằng tất cả cuộc sống này.